Để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử nội vùng và liên vùng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức diễn đàn thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử tại Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long năm 2023. Diễn đàn có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Huỳnh Chí Nguyện, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương Lê Hoàng Oanh, đại diện các Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, đại diện các hiệp hội, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Liên kết vùng trong thương mại điện tử là hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước trong các vùng kinh tế để khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Diễn đàn hướng tới việc thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử như tăng cường vai trò hỗ trợ của nhà nước và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, sản phẩm địa phương thông qua xây dựng các kênh chương trình liên kết tiêu thụ qua thương mại điện tử. Với phương thức vận chuyển logistics tối ưu từ các sàn thương mại điện tử, các doanh nghiệp logistics giúp doanh nghiệp địa phương giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp thương mại điện tử tăng cường hợp tác, chia sẻ tài nguyên, kinh nghiệm, công nghệ để phát triển thương mại điện tử. Thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, giúp các doanh nghiệp tiếp cận thị trường nước ngoài, ứng dụng công nghệ số, kết nối chuỗi cung ứng, chia sẻ giải pháp công nghệ góp phần tối ưu hóa chi phí logistics thương mại điện tử. Xác định tầm quan trọng của thương mại điện tử trong thời đại kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số ngày nay, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Đông Nam Bộ, nhằm tăng tính kết nối giữa các địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo cơ hội điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp cùng nhau phát triển, góp phần đưa thương mại điện tử trở thành một trong những động lực phát triển của cả nước. Thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử cũng là chủ trương xuyên suốt, cũng là một trong những định hướng trọng tâm của chính phủ nhằm phát huy lợi thế của phương thức phân phối hiện đại, phát triển kinh tế vùng. Cùng với đó thì Cần Thơ và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã khẳng định được tiềm năng cũng như vai trò đối với sự phát triển kinh tế nói chung của cả nước. Diễn đàn này lần này có thể trở thành một diễn đàn thường niên để các cơ quan chính quyền, các tỉnh trong vùng có thể nắm bắt thông tin, xu hướng phát triển mới nhất của thương mại điện tử trong nước và thế giới, cũng như là các doanh nghiệp sản xuất của địa phương có cơ hội trao đổi, tiếp xúc với các đối tác sàn thương mại điện tử uy tín trong nước và quốc tế, tiếp cận với những giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa tại các thị trường nội địa cũng như xuất khẩu. Tại diễn đàn, đại diện Bộ Công Thương, Sở Công Thương các địa phương, các hiệp hội, sàn thương mại điện tử và doanh nghiệp sản xuất địa phương đã chia sẻ nhiều nội dung về định hướng quản lý nhà nước, chuyển đổi số địa phương và tăng cường quản lý giám sát hoạt động thương mại điện tử, phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Hiện nay thì với cái sự hỗ trợ phối hợp của là Cục Kinh tế số và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số của Bộ Công Thương và Cần Thơ cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để tổ chức cái diễn đàn này là một sự hết sức ý nghĩa cho các cái trước nhất là đối với các cơ quan nhà nước trong cái lực diện quản lý, rồi đối với các cái doanh nghiệp để phát triển cái thương mại điện tử và các cái sàn, thì qua đó thì cũng chỉ ra được những cái định hướng, những cái giải pháp về phát triển thương mại điện tử, nhất là điện tử xuyên biên giới, rồi cái kết nối cung cầu và trong cái chuỗi liên kết ở vùng và phát triển thương mại nội địa cũng như phát triển thương mại quốc tế, tác liên kết thương mại điện tử đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì tôi thấy là nội dung này rất là thiết thực để nhằm liên kết các cái tỉnh có những cái sản phẩm đặc sản đặc trưng để mà phát triển cái hình thức kinh doanh qua thương mại điện tử. Thì mỗi tỉnh thì đặc thù của đồng bằng sông Cửu Long thì mỗi tỉnh là đều có những cái sản phẩm đặc trưng của các tỉnh đó. Thì cái diễn đàn này để liên kết với nhau đó thì các tỉnh có cơ hội để mà giới thiệu các cái sản phẩm mà chủ lực của các tỉnh để đưa lên cái qua hình thức thương mại điện tử. Thì hình thức này, cái nội dung này thì tôi thấy thì rất thiết thực và giúp ích cho các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long liên kết. Thì trong thời gian tới có thể các cái sản phẩm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ được bán nhiều trên các cái sàn thương mại điện tử. Bên cạnh các giải pháp,
chính sách với mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Việt trên các sàn thương mại điện tử, hưởng ứng chương trình chung tay ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các sàn thương mại điện tử như Sendor, Shopee, Postmart đã cùng chung tay xây dựng chương trình bán hàng Việt trên sàn thương mại điện tử. Đây cũng là hành động thiết thực để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng miền, địa phương trên các sàn thương mại điện tử. Hiện nay, các loại hình thương mại điện tử đã phát triển đa dạng, phong phú. Có thể thấy một số mô hình tiêu biểu như tiêu thụ nông sản, đặc sản qua Sendor Farm, Postmart, xuất khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp nhỏ địa phương qua nền tảng Shopee International Platform, xuất khẩu theo mô hình B2B qua Alibaba, xuất khẩu qua mô hình B2C qua Amazon, hay giải pháp đến từ Fado, Rachaco Solutions, vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, bao gồm cả thương mại điện tử xuyên biên giới. Hội nghị ngày hôm nay có ý nghĩa rất là quan trọng. Thực ra là chúng ta cũng đã biết là có rất nhiều các chương trình, các hội nghị tổ chức kiểu như thế này ở các địa phương. Tuy nhiên, một cái sự kiện mà nó giúp cho liên kết vùng, liên kết giữa các khu vực, đặc biệt ở đây khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Đông Nam Bộ, một nơi là cái nơi sản xuất các mặt hàng, đặc biệt là những cái mặt hàng nông sản, đồ các cái đồ về hải thủy hải sản, là một nơi là cái trung tâm về giao thương như khu vực Đông Nam Bộ. Tôi nghĩ đây là yếu tố rất quan trọng. Và qua đó nó giúp cho cái việc giải quyết được một số cái vấn đề mà hiện nay đang vướng mắc trong cái khâu giao thương hàng hóa, trong cái khâu giải quyết các vấn đề về tiêu thụ sản phẩm, không chỉ vấn đề trong nước mà vấn đề ở cả thị trường nước ngoài. Cái sự kiện hôm nay là rất là tự hào, vinh dự được là đón nhận những cái sàn thương mại điện tử thực tế đó, và nghe được những cái doanh nghiệp và những cái ông chủ sàn thương mại, ngay cả cục đó, để chia sẻ hết những cái khó khăn, những cái vướng mắc và đưa lên cái chiến lược để cho những doanh nghiệp, tác xã như Liên Hiệp chúng tôi là có cái bước, cái bàn đạp để bước lên. Giữa năm 23 thì chúng tôi đã hội tụ lại các cái doanh nghiệp tại tỉnh Cà Mau nói riêng, chung là về phía đồng bằng sông Cửu Long. Thì tôi cũng đã mua hàng thực tiễn của những cái doanh nghiệp, tác xã. Chúng tôi mục tiêu là chúng tôi đang khai thác thẳng về thủ đô Hà Nội, là một cái thị trường tôi đánh giá rất là cao. Với lợi thế phát triển các sản phẩm chủ lực như nông sản, thủy hải sản, gạo, thủ công mỹ nghệ, thị trường thương mại điện tử tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng, phát triển đa dạng, phong phú và hội nhập sâu rộng với thương mại điện tử khu vực. Cũng trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ với các sàn thương mại điện tử uy tín trong nước, quốc tế trong việc hỗ trợ phát triển sản phẩm địa phương trên các sàn thương mại điện tử. Lễ ký này đánh dấu sự khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác mới giữa chính quyền, đối tác và doanh nghiệp địa phương các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Với chuỗi sự kiện diễn ra tại diễn đàn, các doanh nghiệp địa phương sẽ tìm kiếm được những giải pháp hỗ trợ phù hợp cùng với các cơ quan trung ương, địa phương hướng tới mục tiêu chuyển đổi số, phát triển công nghệ và thúc đẩy phân phối sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử, khai thác tốt các chính sách của chính phủ với nâng cao năng lực thực thi kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia tại quyết định 645, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản đặc sản, sản phẩm tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long.